Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Vâng, anh Hoàng xin kính chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến gọi review một cái lô đất trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum các bạn nhé. Thì đường Phạm Văn Đồng hay nó còn gọi là quốc lộ 14 các bạn ạ, khi nó chạy qua cái đoạn thành phố Kon Tum. Thì đây là dòng sông Đắc Bà La, đây là cây cầu Đắc Bà La các bạn nhé. Thì đây là một trong những cái cây cầu là huyết mạch nối tỉnh thành phố Kon Tum với lại các cái tỉnh khác trên cái tuyến quốc lộ 14. Đấy thì khi anh em các bạn cái đoạn này thì khu đô thị cũng khá là sôi động, đặc biệt là khu Nam Đắk La các bạn này. Khu Nam Đắk La hiện nay là thị trường đất cũng rất là sôi động. Đường xá ở đây thì rộng thanh thang. Thì đây là một trong cung đường gọi là kinh doanh buôn bán sầm uất các bạn nhé. Đây thì cái đoạn đây thì anh em các bạn để ý chúng ta cái là cách đây một vài năm thì đoạn khu đây thì vẫn không mấy người mặn mà lắm với lại cái khu đất ở chỗ này. Bởi vì sao? Bởi vì là nó gần sông, và dòng sông Đắk Bà La thì các bạn biết là nó cũng hay bị lũ lụt. Đấy thì người dân khi đầu tư mua đất ở đây hoặc là xây nhà thì người ta cũng hết sức chú ý cái điều này. Đấy cho nên hiện nay thì bắt đầu là gọi là thấy nhiều cái nhà bắt đầu xây dựng ở khu Nam Đắk Bà La rồi. Và giá đất ở đây thì vẫn liên tục tăng hàng ngày các bạn nhé. Do đây là lô đất nó nằm trên đường quốc lộ 14, nằm trên đoạn Phạm Văn Đồng. Cho nên là đường Phạm Văn Đồng này, cho nên là nó cũng khá là thuận lợi kinh doanh buôn bán, giá đất cũng khá là cao các bạn nhé. Khu mặt tiền chỗ này bây giờ cũng tầm giá là khoảng cỡ 500 triệu một mét các bạn ạ. 500 triệu một mét mặt ngang á. Đấy, nó đường như đây thì dần dần cũng sầm uất hơn. Và chúng ta cũng chuẩn bị đến với cái lô đất này rồi. Thì cái lô đất này thì thực sự nói mọi người là các bạn nào mua để kinh doanh buôn bán ấy thì nên đầu tư. Còn các bạn nào mua để ở thì tôi nghĩ tốt nhất các bạn không nên mua. Bởi vì sao? Bởi vì đất ở đường quốc lộ các bạn để ở đây các bạn không nên ở đường quốc lộ các bạn ạ. Các bạn nên ở những cái tuyến sau của đường quốc lộ thì nó sẽ đỡ ồn ào, đỡ bụi bặm. Đấy, còn các bạn nào mà đầu tư mà để kiểu như kinh doanh ấy thì các bạn nên ở mặt đường lộ. Nó dễ kinh doanh, dễ buôn bán hơn, mật độ dân đi lại qua lại nó đông hơn, nó thuận lợi buôn bán. Cái lô đất này hiện tại thì đây các bạn này, nó nằm chỗ này rất là rộng các bạn nhé. Lô đất này mặt tiền rất là rộng, mặt tiền là 10m các bạn nhé, mặt tiền 10m và sâu là 26m. Hiện tại là chính chủ đang gọi là muốn lấy cái giá là khoảng cỡ 5 tỷ đồng cho cái lô đất này. Anh chị em các bạn, đấy các bạn, phía trước là có nhà rồi, hai bên hông nhà cửa đầy đủ rồi. Đấy anh chị em ạ. Đấy. 5 tỷ đồng cho cái lô đất này. Đấy các bạn có cái nhu cầu mua thì các bạn hãy liên hệ làm việc trực tiếp với chính chủ. Đấy. Thì mình có cái thời gian rảnh rỗi thì mình gọi là đi review cho các bạn. Anh chị các bạn muốn xem được nhiều những cái lô đất khác gọi là giá rẻ thì các bạn hãy đến đăng ký kênh ủng hộ. Rồi chào các bạn nhé.